trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn hồi ký của thượng tướng nguyễn hữu an với nhan đề chiến trường mới phần thứ ba hướng tấn công chủ yếu trong chiến dịch đường chín nam lào tình hình chiến tranh sau mậu thân đã có bước chuyển biến quan trọng buộc đế quốc mỹ phải từng bước thay đổi chủ trương chiến lược xuống thang cuộc chiến tranh phá hoại ở miền bắc johnson tuyên bố phi mỹ hóa cuộc chiến tranh rút bớt quân viễn trinh mỹ ra khỏi miền nam việt nam khi lên làm tổng thống nước mỹ Nixon đã đưa ra học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh thay đổi chiến lược quân sự tìm và diệt bằng chiến lược quét và giữ, thực chất là một bước thụt lùi của Mỹ từ phản công chuyển sang phòng ngự. Để bơm tinh thần cho quân Ngụy, từ cuối năm 1969 đến hết năm 1970, chúng liên tục tung hỏa mù sẽ tiến công bằng quân bộ ra miền Bắc. Các tướng lĩnh Mỹ, Ngụy đi lại như con thoi ra trinh sát đường 9 và chĩa ống nhòm ra bờ Bắc sông Biến Hải. Máy bay trinh sát bay suốt ngày thâu đêm trên bầu trời Quảng Trị khu trục hạm, tuần dương hạm và cả hàng không mẫu hạm. Diễu võ dương oai trên vịnh Bắc Bộ, sư đoàn dù ngụy, sư đoàn America Mỹ lần lượt chuyển từ Nam Bộ ra Đông Hà, đường 9. Tình hình ngày một căng lên, như nổi hơi bị nén tới cực điểm chỉ chờ giây phút nổ tung. Tháng 10 năm 1969, sư đoàn 308 chúng tôi được lệnh của Bộ truyền vào Nghệ An với nhiệm vụ cùng với lực lượng vũ trang địa phương tổ chức trận địa phòng thủ, sẵn sàng đánh địch đổ bộ vào quân khu 4 thời gian này 1970, nếu ta đi dọc đường số 1, vào tới Vĩnh Linh nhìn lên núi đồi hai bên đường, sẽ thấy bộ đội, dân quân đi lại đảo công sự chuẩn bị đối phó với cuộc chiến tranh trên bộ của Mỹ khẩn trương như thế nào. Sư đoàn 308 chúng tôi cũng làm việc trong không khí chung ấy. Chúng tôi làm phương án tác chiến đánh quân địch đổ bộ bằng đường biển, đường không và tranh thủ huấn luyện cán bộ, đơn vị theo phương án. Tuy chưa thật đủ yếu tố để khẳng định âm mưu của địch trước mắt sẽ diễn ra thế nào, Chúng sẽ đưa quân bộ đánh ra miền Bắc, đánh ra vùng ba biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào, hay đánh ra đường 9, Nam Lào. Quân ủy Trung ương họp nhận định đã nghiêng về khả năng thứ ba. Từ lâu đế quốc Mỹ đã thực thi cuộc chiến tranh bóp nghẹt, dùng hỏa lực lớn kể cả B-52 đánh phá ngăn chặn tuyến vận tải chiến lược 559, dùng con bài lôn nôn đảo chính Sihanouk phá tuyến vận tải từ cảng Sihanouk-Vin về Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ, đưa quân Mỹ Ngụy sang Campuchia xóa đất thánh, để buộc cuộc chiến tranh của Việt Cộng phải tàn lụi. Tất cả thủ đoạn, hành động đó đều chưa đáp lại mong mỏi của Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh bóp nghẹt như món nợ lớn đối với giới quân sự Mỹ chưa trả được. Từ lâu họ luôn dõi theo con đường mòn Hồ Chí Minh, thấy đoạn đường 9 Nam Lào địa hình bị thu hẹp lại hình cổ chai. Họ đã có ý tưởng dùng quân bộ để đóng nút chai. Nhưng tình thế chưa cho phép. Đến nay tình thế đã thay đổi. Rất có thể Mỹ đẩy quân Ngụy tới mở chiến trường này để đạt một phát tên bắn hai đích vừa thí nghiệm học thuyết Việt Nam hóa chiến tranh vừa đóng nút chai. Ngày 20 tháng 3 năm 1970, chúng tôi nhận chỉ thị của Bộ nếu địch đánh ra đường 9, Nam Lào, 308 sẽ ở hướng chủ yếu, phải đi trinh sát địa hình trước khi địch tới. Vùng đất sắp sửa thành chiến trường mà sư đoàn 308 sẽ ở hướng chủ yếu. Đối với tôi còn rất mới mẻ xa lạ tôi cùng với tham mưu trưởng Trịnh Tráng phải nằm bỏ ra trên tấm bản đồ quân sự tỷ lệ 1 trên 100.000 cả mấy ngày trời để xác định khu vực, các tuyến và các điểm phải trinh sát. Đoàn cán bộ từ tiểu đoàn trưởng trở lên và các bộ phận phục vụ khoảng 200 người do tôi trực tiếp chỉ huy đi trinh sát giữa mùa mưa. Chúng tôi phải lội qua sông Sê Băng Hiêng, sông Sê Pôn và bao nhiêu con suối chảy xiết rất nguy hiểm. Chúng tôi phải leo lên tụt xuống không biết bao nhiêu con dốc, các loại vắt lá, vắt đất, rồi vàng thay nhau bám theo làm chúng tôi bận bịu vất vả thêm. Ai nấy suốt ngày này qua ngày khắc quần áo ẩm ướt hôi hám. Đôi vai không rời súng đạn và ba lô nặng hàng chục kg. Chúng tôi trinh sát bừa đi bừa lại trên khu vực rộng từ làng vây, lao bảo, hội san ra tới Sepol. Nhiều lần gặp bọn thám báo phải hạ ba lô xuống để nổ súng. Nhiều lần bom tọa độ nổ chúng hoặc sát đội hình. Đoàn trinh sát chúng tôi bị thương vong một số người. Hơn một tháng hành quân trinh sát rất gian khổ. Chúng tôi đã có cơ sở để hạ quyết tâm sơ bộ. Về Nghệ An, chúng tôi xây dựng tương đối hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến để thông qua bộ tư lệnh binh đoàn 70, tháng 10 năm 1970 thành lập binh đoàn 70, gồm các sư đoàn 304, 308, 320, sau đó tôi được lệnh về Hà Nội gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi gặp anh Giáp tại nhà riêng. Thấy tôi đến, anh Giáp đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, thân mật tới siết chặt tay tôi. Lần gặp nào cũng vậy, tôi cũng được nghe tiếng cười nói ấm áp chân tình của Tổng Tư lệnh. Anh hỏi thăm sức khỏe của tôi và anh em vừa ở chiến trường ra. Thái độ cởi mở bình đẳng của anh đã xóa đi khoảng cách cấp trên, cấp dưới. Tôi báo cáo những nét chủ yếu nhất mà chúng tôi thu lượm được trong chuyến trinh sát xong. Anh giáp đặt ra một số câu hỏi. Nhiều câu hỏi của anh trùng với những điều suy nghĩ của chúng tôi. Trong khi đi trinh sát, theo cậu thì thằng Mỹ sẽ đặt căn cứ ở chỗ nào để chi viện cho ngụy? Liệu nó sẽ đánh ra khu 4 hay ra đường 9? Nam Lào. Anh giáp tỏ ý hài lòng khi tôi trả lời những câu hỏi ấy. Vài phút cuối của buổi gặp mặt, anh giáp căn dặn tôi. Phải chuẩn bị cả hai nơi nhưng nên tập trung nhiều hơn về hướng Nam Lào. Nếu địch ra khu 4 ta phải đánh thắng chúng tại đây và cũng phải luôn luôn sẵn sàng khi địch ra đường 9 Nam Lào là đơn vị có thể cơ động được ngay. Sau đó anh gọi đồng chí chụp ảnh đến chụp một pô làm kỷ niệm. Tất cả còn nằm trong dự đoán. Dù mới là dự đoán thôi, cũng không thể lơ là việc chuẩn bị chống địch ra tấn công ra miền Bắc. Sau ít ngày ở đường 9 ra, chúng tôi cấp trưởng trong tư lệnh sư đoàn và trung đoàn, cùng phó tổng tham mưu trưởng Vương Thừa Vũ đi nghiên cứu địa hình suốt từ Diễn Châu Nghệ An, dọc theo đường số 1 vào tới Quảng Bình. Tất cả khe lạch, cửa sông nơi nào có thể thành bến mãi địch đổ bộ, tất cả ngọn núi, ngọn đồi có ý nghĩa chiến thuật chúng tôi đều đến tận nơi xem xét, đánh dấu vào bản đồ và trí nhớ. Nhiều câu hỏi giả định được đặt ra, nếu mỹ đổ một lữ chiếm đèo lý hòa một lữ chiếm đèo ngang nhằm mục đích nghi binh cho đại quân của chúng ra đường chín nam lào thì cách đánh thế nào nếu hầu hết những giả định quan trọng đặt ra chúng tôi đều phải suy nghĩ tìm cách giải đáp hợp lý không chỉ bằng lý thuyết mà bằng một loạt công tác tổ chức biện pháp hành động từ tư lệnh đến từng người lính nhìn lên giải đồi núi hai bên đường số một suốt từ nghệ an vào quảng bình thời gian này không mấy ngọn đồi ngọn núi vắng bóng người đây là trận địa cao xạ, kia là bộ binh chủ lực và kia nữa là lực lượng vũ trang địa phương. Một tuyến phòng thủ liên hoàn kéo dài hàng trăm cây số. Nhìn ra biển và nhìn về phương Nam sẵn sàng. Tuyến phòng thủ vẫn nằm dưới bầu trời bình yên và cuộc sống bình yên. Ở đây vẫn nghe tiếng chim hót trong lùm cây, tiếng cười nói líu lo của mấy cô dân quân và tiếng sóng biển dì dầm. Ở đây không có tiếng bom đạn, nhưng không khí chiến tranh ngày thêm ngột ngạt, đè nặng trong lòng mọi người. Những người dân đứng tuổi lầm lũi làm việc nhà, lầm lũi tham gia việc chuẩn bị chiến tranh, dường như không biết mệt mỏi. Tôi cảm nhận ở trong mắt họ nỗi lo lắng xa xôi, chiến tranh trên bộ ở đây sẽ thế nào, bao giờ kết thúc. Vào cuối năm 1970, tới tháng 1 năm 1971, những điều Mỹ muốn giấu kín cũng lần lượt bộc lộ, chứng minh nhận định của quân ủy trung ương là rất sáng suốt. Ta nắm được tin, ngày 3 tháng 2 năm 1970 Nixon đã ký với Nguyễn Văn Thiệu bảo đảm sẽ yểm trợ tối đa cho cuộc hành quân của quân ngụy qua đất Ai Lao, lấy tên Niway Canyon, sau đổi tên là Lam Sơn 719. Ngày 21 tháng 11 năm 1970, Mỹ tập trung hàng trăm máy bay các loại ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 30 tháng 1 năm 1971, sư đoàn dù do Trung tướng Dư Quốc đống chỉ huy, được máy bay vận chuyển ra Đông Hà, rồi tiếp sau đó là sự điều động ồ ạt chỉ trong vòng vài tuần lễ các liên đoàn biệt động ở Đà Nẵng, các thiết đoàn 3, 11, 7, 17 ở Quảng Ngãi, ở Huế, sư đoàn Du một Mỹ, sư đoàn American, sư đoàn Bộ binh năm Mỹ và nhiều đơn vị hậu cần. Công binh lần lượt kéo ra ở chật các căn cứ từ Ái Tử, Đông Hà đến Lao Bảo. Ngày 2 tháng 2 năm 1971, địch mở cuộc họp ở Đông Hà có Trung tướng Mỹ Su -Len, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, Trung tướng Dư Quốc Đống, Dự bàn việc triển khai chiến dịch. Kế hoạch chiến dịch chia làm 4 bước. 1. Từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2, triển khai xong lực lượng ở khu vực tập kết. 2. Từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, chiếm ngã Ba Bản Đông và Sepol. 3. Từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 13 tháng 3, lùng sục càn quét phá hủy kho tàng. 4. Từ ngày 13 tháng 3 đến tháng 5, đánh xuống phía nam A Sầu, A Lưới bọn tướng lĩnh Mỹ ngụy cho rằng quân Bắc Việt bị mắc lừa. Còn phòng thủ ở khu 4, nếu biết cuộc hành quân ra đường 9, Nam Lào mới nhổ chạy thì chúng làm xong mọi việc. Khi chúng ồ ạt đổ quân ra Đông Hà, trong anh em cán bộ chúng tôi vẫn còn có những câu hỏi, liệu nó ra miền Bắc hay sang Lào. Phần lớn cán bộ của sư đoàn 308 sau khi được đi chuẩn bị chiến trường đều khẳng định địch đánh đường 9 Nam Lào. Khi ta được tin một cách chắc chắn địch bắt đầu tiến quân vào Nam Lào, lúc đó sư đoàn mới nhận lệnh, trưa ngày 1 tháng 2 hành quân vào chiến dịch. Quân ủy Trung ương xác định nhiệm vụ của chiến dịch, tiêu diệt lớn và làm tan giã thật nhiều quân ngụy, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng, tiêu diệt và tiêu hao một bộ phận quân Mỹ, đánh cho chúng một đòn đau. Giữ vững tuyến vận chuyển chiến lược, bảo vệ tốt kho tàng của ta. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, một điểm đặc biệt của chiến dịch cần hết sức coi trọng và quán triệt đầy đủ trong thực hành. Phối hợp với các chiến trường, tạo điều kiện cho các chiến trường khác đẩy mạnh tiến công địch toàn diện, nhất là đánh phá bình định của địch. Bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, bảo đảm hậu phương lớn luôn luôn vững vàng trong mọi tình huống. Nhiệm vụ sư đoàn tôi ở hướng chủ yếu đột phá cánh bắc mở màn cho chiến dịch, sau đó sẽ tiến xuống đường 9 cùng các đơn vị bạn đột phá vào lữ đoàn đặc nhiệm Ngụy, cánh quân trung tâm của cuộc hành quân Lam Sơn 719 trên đoạn đường từ Lao Bảo tới Bản Đông thời gian chuẩn bị cuộc hành quân với đơn vị đi đầu không đầy 5 tiếng đồng hồ. Đúng 17 giờ ngày mùng 1 tháng 2 năm 1971, đoàn xe đầu tiên của binh trạng đã có mặt ở ngã ba quán hành, đón toàn bộ cơ quan sư đoàn bộ, các tiểu đoàn 14, 16, 18 và tiểu đoàn 9 của trung đoàn 102 lên đường. Bộ phận còn lại của cơ quan sư đoàn và trung đoàn 102 đúng 17 giờ hôm sau đi tiếp. Trung đoàn 88 từ Thạch Bàn đã nhận điện tự tổ chức đi trước ngày 6 tháng 2 trung đoàn 36 đóng ở Hà Tĩnh lên đường đợt cuối cùng. Chúng tôi vào tới Sarit, phải hạ trại ngoài ý muốn. Theo tin của anh em trinh sát báo cáo, đội hình đánh chiếm của địch cơ bản đã triển khai xong. Tiểu đoàn biệt động quân 21 đóng ở điểm cao 500 trận trước mặt, cách chúng tôi khoảng vài cây số. Pháo ở phía đông tạp túc liên tục ủng hoàng bắn về phía mường trương. Tiếng đạn sẽ không khí luôn luôn hú dài trên đầu chúng tôi. Chủ nhiệm hậu cần sư đoàn báo cáo với tôi tổng kho mường trương đã bị địch phát giác, bắn phá liên tục, gây cho ta rất nhiều khó khăn trong việc tiếp tế lương thực đạn dược. Thật may, sự lo xa không thừa. Toàn sư đoàn đã mang theo được 20 ngày GAOD, chúng tôi có thể chiến đấu cả tuần lễ chưa phải lo tới lương thực đạn dược. Sở chỉ huy dừng lại ở mảnh rừng hẹp thưa cây kéo dài khoảng gần 1.000 mét, bên cạnh đầu nguồn sông Sa Mũ. Hai bên là rừng lau, rừng chít. Chỉ vài ngày sau rừng lau, Rừng chít ở những quả đồi xung quanh đã bị bom Napalm của địch đốt trụi. Mảnh rừng cây chúng tôi đang ở trở thành một cô đảo nhỏ nhoi trên mặt biển đen ngòm. Theo nguyên tắc quân sự, không nên chọn nơi trú quân là nơi địa hình độc đáo để lộ. Năm ngoái đi trinh sát chúng tôi cho rằng địch ít có khả năng đổ vào sâu đến điểm cao 500, nên đã chọn điểm cao 1020 để đặt sở chỉ huy và để lại đó một bộ phận do sư đoàn phó Nguyễn Bá Lục phụ trách. 1020 lúc này đã nằm trong vòng vây của địch chúng tôi đành phải hạ trại ở nơi mình không muốn lựa chọn. Tương kế tựu kế, địa điểm độc đáo dễ lộ, như nếu ta giữ bí mật tốt, có thể trở thành bất ngờ với địch. Tôi hạ lệnh cho anh em đào công sự ngụy trang kín đáo và cơ quan tham mưu phải tổ chức ngay việc liên lạc với cấp trên, cấp dưới. Một điều khá là lùng, chúng tôi tới đây chưa kịp giáo mồ hôi. Bộ chỉ huy mặt trận đã có điện thúc phải đánh ngay, ký điện là Đại tá Cao Văn Khánh. Tôi điện trả lời, chúng tôi đang tổ chức nắm lực lượng vài giờ sau lại có bức điện thúc phải đánh ngay và cứ đều đặn thúc giục như vậy. Tôi trao đổi với chính ủy Hùng Phong. Không hiểu sao bộ chỉ huy lại không nhận được điện của mình. Cuối cùng vẫn mù tịt không rõ lý do của những mệnh lệnh vội vã đó. Mãi tới sau này làm tổng kết mới biết. Nhân viên điện đài của bộ không nhận điện trả lời của sư đoàn. Lấy lý do phải chuyển điện của bộ đi còn quan trọng hơn. Địch không ngờ thời gian hơn 10 ngày, quân ta đã vượt qua được gần nửa nghìn cây số trong lúc chúng vừa mới kịp triển khai xong đã bị đánh khắp nơi. Ngày 8 tháng 2 trận địa pháo D-74 pháo kích vào nơi đóng quân của bọn bộ binh cơ giới địch đóng ở Cà Tông, địch bỏ chạy tán loạn. Ngày 9 tháng 2 ta nã pháo vào cụm cơ giới địch cụm ở Sa -ốc, gây nhiều đám cháy, chiến đoàn ngụy bị một số tổn thất. Cùng ngày đó trung đoàn 24 đánh lui 5 đợt phản kích của địch ở vùng điểm cao 351, buộc cuộc hành quân của chúng phải cụm lại ở Nam Cô Ta Côi. Cũng trong ngày 9, trung đoàn 88 vừa hành quân đến nơi, đặt ba lô xuống là bước vào chiến đấu ngay. Tiểu đoàn 6 vận động tiến công vào tiểu đoàn biệt động quân 21 đóng ở làng Sen, diệt 21 tên. Ngày 11 tháng 2, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 trung đoàn 24 đánh một trận vận động tiến công ở khu vực cầu Cha Kỳ, diệt 4 đại đội của tiểu đoàn dù 1 và đại đội 1 thuộc tiểu đoàn công binh 101, bắn cháy 13 thiết giáp làm chủ chiến trường, bắt tù binh. Đêm 12 tháng 2, hai đại đội của tiểu đoàn 4 và một đại đội của tiểu đoàn 6 tập kích vào các đại đội thuộc tiểu đoàn biệt động quân 39, đóng ở sườn điểm cao 500, tiêu diệt một số, có một đại đội trưởng, số còn lại phải rút chạy lên điểm cao. Tuy những trận đánh còn lẻ tẻ ở quy mô nhỏ, nhưng rõ ràng đã hạn chế tốc độ triển khai và hạn chế sự càn quét lùng sục của chúng, tạo điều kiện cho chủ lực của ta triển khai thuận lợi hơn. Khoảng 11 tháng 2, Sở Chỉ huy Sư đoàn bắt liên lạc được với các trung đoàn và các đơn vị bạn đồng thời cũng nắm được tình hình địch chắc hơn. Lực lượng chủ yếu ở cánh bắc của ta gồm sư đoàn 308, được phối thuộc trung đoàn 24-304 và cùng với trung đoàn 64-320, được pháo binh của chiến dịch chi viện, sẽ mở cuộc phản công quân địch trên chính diện Đông Tây kéo dài từ A2, Tà túc A Dinh qua làng Sen tới điểm cao 500 rộng khoảng 15 km, với chiều sâu Nam Bắc từ sông Sen, ngã Ba Cha Kỳ xuống tới đường số 9, đoạn từ Bản Đông đi Lao Bảo, Bảo vệ cánh bắc của địch gồm lữ đoàn dù 3 và liên đoàn biệt động quân 1. Chúng đã được cơ động bằng máy bay lên thẳng đổ quân chiếm các điểm cao và thiết lập các căn cứ hỏa lực như sau. Tiểu đoàn biệt động quân 39 chiếm điểm cao 500. Tiểu đoàn biệt động quân 21 chiếm điểm cao 316 Bắc Làng Sen. Tiểu đoàn dù 2 chiếm điểm cao 665 lập căn cứ hỏa lực 30. Tiểu đoàn dù 3 và lữ bộ lữ đoàn dù 3 chiếm các điểm cao 543. 456 lập căn cứ hỏa lực 31 ở điểm cao 543. Nhìn rộng ra toàn mặt trận, địch đã triển khai toàn bộ sư đoàn dù đủ ba lữ 1, 2, 3, bố trí từ làng vây đến ca cút sát lao bảo. Liên đoàn biệt động quân một triển khai từ động Tà Phúc đến động A2. Trung đoàn 3 của sư đoàn bộ binh một đứng ở Khe Xanh. Lữ đoàn kỵ binh một đứng ở Lao Bảo, trong đó có hai thiết đoàn triển khai trong đội hình của lữ đoàn dù 1 hình thành chiến đoàn đặc nhiệm gồm Lữ đoàn Du 1 và 2 Thiết đoàn 11, 17, Sở Chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Du, Lữ đoàn Kỳ binh 1 đóng ở Khe Xanh. Ngày 13 tháng 2, chúng tôi họp thường vụ Đảng ủy Sư đoàn thông qua quyết tâm tiêu diệt địch trên điểm cao 500. Từ mấy ngày hôm trước trong bộ tư lệnh chúng tôi đã cân nhắc trận đánh mở màn sẽ ở đâu, cái huyệt của địch ở cánh bắc này là chỗ nào, Aring, Tà Phúc, 316 hay 500, cuối cùng chúng tôi chọn 500. Nơi đó tiểu đoàn biệt động quân 39 mới đổ xuống đứng chân chưa vững. Nơi đó địch có khả năng khống chế được đường 16A, ngã Ba Cha Kỳ. Nơi đó địch sẽ cắt đứt khả năng triển khai cơ giới của ta xuống hướng Nam. Nơi đó địch khống chế khu vực kho Mường Trương. 500 là tiền đồn quan trọng bảo vệ cánh Bắc. Nó là áo giáp cho các căn cứ hỏa lực phía sau như A-Rinh, 316, 456 để cho chiến đoàn đặc nhiệm triển khai thuận lợi trên đường 9. Vì vậy đột phá vào 500 là ta điểm vào cái huyệt trí mạng cánh bắc của địch. Chúng tôi quyết định sử dụng trung đoàn 102 và tiểu đoàn 6 thuộc trung đoàn 88, dùng cách đánh hiệp đồng binh chủng, lần lượt tiêu diệt cả bốn mỏm của điểm cao 500. Trong ngày 13 kế hoạch tác chiến đã phát đến các trung đoàn 102 và 88. Đêm 14 tháng 2 đại đội 11 trung đoàn 88 và đại đội 1 trung đoàn 102 và chiếm lĩnh trận địa trước, các khẩu đội súng máy 12 ly 7, cối 82 ly và DKZ cũng vào chiếm lĩnh trận địa, cách địch từ 200m đến 300m. Ngay sau đó các đơn vị tổ chức sử dụng hòa lực khống chế địch. 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, nhiều tốp trực thăng bay tới tiếp tế cho địch ở 500, bị 12 ly 7 của trung đoàn 88 bắn rơi một chiếc, những chiếc khắc bốc lên cao rồi bỏ chạy. 17 giờ 5 phút trực thăng vũ trang tới ném lựu đạn cay vào trận địa 12 ly 7. Anh em ta bắn trả quyết liệt, rơi tại chỗ một chiếc nữa. Cùng ngày ở trận địa vòng ngoài, trận địa 14 ly 5 đã bắn rơi một trực thăng. Ngày 16 tháng 2, súng cối của ta bắn cầm canh vào cả 3 mỏng 2, 3, 4, địch không dám đi lại trên mặt đất. Địch bắn pháo và thả bom bi vào trận địa ta. Đêm anh em đẩy trận địa vào sát địch. Phía đại đội 11 trung đoàn 88 đảo công sự chỉ cách địch 150 mét, thực hành chiến thuật vây lấn. Ngày 17 tháng 2, tiểu đoàn 6 trung đoàn 88 tiến công mỏm 2 nhưng đi lạc không vào được. Ngày 18 tháng 2, qua 3 ngày 4 đêm ta khống chế được máy bay trực thăng của địch, chúng không dám đậu xuống đất mà chỉ vội vã xả xuống thấp rồi đẩy hàng xuống vì vậy không lấy được thương binh. Địch ở 500 đánh điện liên tục xin chi viện lương thực đạn dược và 300 mũ sắt. 9 giờ 45 phút pháo D-74 của ta bắn trúng mỏm 2, 3 và bãi đỗ trực thăng phá 8 nhà bạt, 5 lô cốt bào cắt. 11 giờ một tốp trực thăng địch xuống phía bắc 500, 12 ly 7 của ta bắn rơi một chiếc, số còn lại vội bốc lên cao rồi bay thẳng. Hồi 14 giờ địch thả khói mù và khói màu rồi cho chừng một tiểu đội lợi dụng màn khói chạy xuống lấy nước, bị tổ bắn tỉa diệt ba tên. Số còn lại vội vã quay đầu chạy trở lại. Qua các phương tiện thông tin điện thoại, điện trời và đài quan sát, chúng tôi theo dõi rất chặt chẽ từng ngày mọi diễn biến và kịp thời phát những chỉ thị cho các đơn vị chiến đấu ở điểm cao 500. Ngay từ ngày đầu địch đã ở trong vòng vây, rồi mỗi ngày vòng vây một chặt thêm. Đối phó của địch yếu ớt, không có hiện tượng đưa quân tới ứng cứu. Bọn địch trên các mỏm đều thụ động nằm bẹp trong công sự, không dám tự do đi lại. Công sự bị pháo ta phá hỏng không dám lên để sửa chữa, không hề tổ chức lực lượng phản kích. Về phía ta, các chiến sĩ bộ binh, hỏa lực trong trận địa vây lấn tỏ ra rất kiên cường, linh hoạt, luôn luôn ở tư thế áp đảo địch. Căn cứ vào tình hình trên, trong ngày 18 tháng 2 bộ tư lệnh chúng tôi hạ quyết tâm, thừa cơ địch đang hoang mang ta tổ chức tấn công dứt điểm 500. Sử dụng hai đại đội của tiểu đoàn 6 trung đoàn 88 đánh chiếm mỏm 2 để uy hiếp địch và làm bàn đạp tiến công dứt điểm các mỏm khác. Sau khi các đại đội của tiểu đoàn 6 chiếm được mỏm 2, trung đoàn 102 đưa lực lượng lên để đánh dứt điểm. Sau chiến dịch tôi nghe anh em kể lại trận đánh của đại đội 11 và đại đội 9 tiểu đoàn 6 lên mỏm 2 tiểu đoàn trưởng Nguyễn Hiếu Sự dẫn tổ mở cửa do Dương Đăng Hải là tổ trưởng, lên sát hàng rào đồn địch để chỉ điểm và hướng đột phá. Đội hình tổ mở cửa vừa triển khai xong, đạn pháo từ trận địa tạp búc liên tục bay tới, rồi tiếng nổ và khói đạn chùm lên đội hình của đại đội 11. Trung đội trưởng trung đội 3 và một chiến sĩ trong tổ mở cửa hy sinh. Đại đội trưởng đại đội 11 Ngô Văn Kính quyết định, tiểu đội trưởng may lên thay trung đội trưởng trung đội 3. Tổ mở cửa đi đầu đội hình của đại đội vừa vượt qua một bãi chống cách hàng rào khoảng 50 mét, phát hiện có bãi mìn. Chiến sĩ Nguyễn Văn Đỡ dừng lại nói thầm với Hải để em gỡ. Đỡ gỡ được bảy quả mìn vướng nổ. Hải lên thay gỡ tiếp cho tới khi thông đường xuất kích. Đỡ ôm quả mìn DH7 bỏ lên đặt trước hàng rào. Dây để giật mìn quá ngắn. Đại đội trưởng kính phái khởi dây võng nối thêm cho an toàn, rồi kéo xuống dưới chân đồi ngồi chờ giờ súng nổ. Khoảng 21 giờ có bóng hai tên địch đi tuần, tới gần quả mìn DH7 chúng dừng lại. Anh em hồi hộp, tưởng đã bị lộ, nhưng hai tên địch đứng một lát rồi đi hướng khác. Anh em dở cơm nắm ra ăn. Chính trị viên điểm trao đổi với Hải lưu ý việc phát triển đảng trong quá trình chiến đấu. Hải nghĩ ngay tới đỡ, một chiến sĩ trẻ dũng cảm trong tổ mình. Vừa ăn cơm xong đỡ đã lăn ra ngủ từ bao giờ không biết. Hải phải cấu vào mạng mỡ, đỡ mới ú ớ rồi thức dậy. 23 giờ, lệnh nổ súng các cớ đạn pháo của ta bắn cấp tập vào các mỏm của 500, pháo sáng từ mặt đất, từ máy bay địch bắn ra tỏa sáng rực cả một vùng trời. Đạn đại bác từ các trận địa tà Púc, a thi nhau dội tới. Máy bay phản lực gầm thét giận dữ, bất lực phóng bom bi, phóng dốc két xuống sườn núi. Mặt đất tường chừng sắp sửa sụp xuống. Đại đội trưởng kính giật quả mìn DH-7. Một ánh chớp vàng rực cùng với tiếng nổ dữ dội. Hàng rào thép gai bỗng chốc mở ra một khoảng trống, cửa mở tổ đột phá Dương Đăng Hải dẫn đầu băng mình như cơn lốc qua cửa mở. Những loạt đạn liên thanh của địch hoảng loạn rít gió trên đầu quân ta. Phút sau có tên địch đã hoàn hồn, bắn những loạt đạn khá hiểm ác. Nhìn những chấm sáng đạn lừa là là mặt đất. Hải thầm đoán đó là hỏa điểm trung liên đang bắn, không thể coi thường. Hải nhanh nhẹn làm động tác bỏ thấp vòng qua một mô đất. Tên xạ thủ trung liên đang gò lưng xả đạn về phía trước, không hề để ý tới bên sườn. Hải bình tĩnh níu cỏ khẩu AK, phóng ra hai loạt đạn ngắn tên lính ngụy chết gục đè lên khẩu trung liên trung đội trưởng may vừa tới nơi anh hô to chiếm chiến hào mau lại có một khẩu đại liên từ lô cốt phía trước xả ra một tràng đạn dài hải ném một quả lựu đạn về phía đó lựu đạn nổ ở khoảng cách còn xa khẩu đại liên địch vẫn tiếp tục phụt lửa hải bí mật bỏ sát vào tường lô cốt anh tống luôn một quả lựu đạn vào cái miệng đang khạc lửa trong lô cốt địch gục một tiếng khẩu đại liên cơm bạch. Cùng lúc đó Phạm Văn đỡ được trung đội trưởng may bắn yểm hộ đã diệt được một hỏa điểm lộ thiên, rồi đỡ vượt nhanh về phía trước. Thấy ánh chớp nhỏ và tiếng nổ đạn M79 ở phía sau, đỡ ngoảnh lại đã thấy may nằm úp mặt xuống thành hào. Đỡ vội vã trở lại, gặp Hải cũng vừa tới. Hai anh em đứng lặng người dây lát rồi không ai bảo ai. Người đỡ lưng, người đỡ chân khinh trưng đội trưởng may vào một ngách chiến hào. Càng đánh sâu vào trong, địch càng ngoan cố chống lại quyết liệt. Gần tới đỉnh mỏm 2, đại đội trưởng kính bị trúng đạn, hy sinh. Chính trị viên điểm thay kính chỉ huy, anh kêu gọi anh em trả thù cho kính. Các chiến sĩ đại đội 11 được đốt thêm ngọn lửa căm thù, càng hăng hái tiến lên. Bọn địch bị dồn lại ở một đoạn chiến hào. Pháo sáng soi rõ mồn một. Dương Đăng Hải chập hai quả lựu đạn lại giật điểm hỏa, nghiến răng ném về phía địch. Bọn địch bị thương là hét, rên rỉ, cùng lúc đó Hải thấy tay mình mất điều khiển, khẩu súng rơi xuống đất. Đỡ luôn cặp kè bên Hải, thấy Hải bị thương anh vội vã băng vết thương cho bạn. Xong anh lại lao lên tiếp tục chiến đấu. Phát hiện hòa điểm từ lô cốt phía trước đang bắn chặn đơn vị mình. Đỡ dùng B40 dập tắt hòa điểm, rồi tiếp tục bắn một phát sang lô cốt bên cạnh. Vừa lúc phát B40 thứ hai hay ra, một viên đạn cối rơi ngay cạnh đỡ. Tiếng nổ, khói bụi trùm lên tất cả. Đỡ bị thương ngã vật xuống chiến hào, khoảng 2 giờ sáng quân ta đã chiếm được mỏm 2. Mất mỏm 2, tiểu đoàn biệt động quân 39 ngụy trôn vùi luôn ở đó một đại đội. Tôi nghe Hoàng Ngọc Tý Trung đoàn trưởng Trung đoàn 102 báo cáo. Khoảng 7 giờ sáng, đại đội 11 Trung đoàn 102 do đại đội trưởng Quang Trung chỉ huy đã lên mỏm 2 thay thế tiểu đoàn 6 Trung đoàn 88. Anh em đang quét nốt một số tên địch. Khoảng hơn 5 giờ chiều, ánh nắng đang nhạt dần trên mảng rừng. Nghe tiếng bom nổ nhiều ở phía 500 chưa thấy trung đoàn trưởng tí báo cáo về, tôi sốt ruột, chống gậy đi sang hầm tác chiến. Tham mưu phó Nguyễn Văn Giai ngồi trên cửa hầm, đang nói chuyện gì đó với người ở dưới hầm, thấy tôi đến anh ngậm mặt có ý chào rồi nói. Vừa rồi cậu tí báo cáo bom đánh vào sở chỉ huy trung đoàn và đánh vào đội hình của tiểu đoàn 9. Tiểu đoàn trưởng Tào báo cáo, anh em trên mỏm hai vẫn giữ vững trận địa. Hai lần địch phản xung phong đều bị ta đánh lui, diệt khoảng 70 tên. Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 Lê Văn Tào đã giao nhiệm vụ đánh đêm nay cho các đại đội trưởng tại thực địa. Ở đó anh em vẫn nhìn rõ hành động của địch trên mỏm 3 và 4. Thỉnh thoảng chúng bắn cả sang trận địa ta. Tôi nói với dài. Nhắc cầu tí thực hiện đúng như kế hoạch đã định. Kiểm tra lại công tác chuẩn bị của tiểu đoàn cậu Tào. Báo cho pháo D-74 đúng giờ hiệp đồng bắn vào mỏm 3 và 4. Trao đổi xong vài việc cần thiết cho trận đánh 500 xong. Tôi nghe dài báo cáo tình hình trong ngày của hậu cần và các trung đoàn. Chốt 351 do tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 giữ mấy hôm nay. Hàng ngày địch tấn công 4-5 lần, đội hình tấn công của chúng đến 1-2 đại đội, có lần chúng đã chiếm được một đoạn chiến hào, diễn ra trận đánh giáp lá cà, cuối cùng ta giành lại được. Bom pháo địch quốc sới gần lấp hết chiến hào. Trung đoàn vừa tăng cường người giúp tiểu đoàn 4 làm lại công sự. Hiện nay các chiến hào, giao thông hào có thể đi lại an toàn như cũ. Trung đoàn 36 từ ngày 12 tháng 2 tới nay vẫn quần với địch. Chúng bị ta tiêu hao nặng một đại đội, bắt bảy tù binh thu 40 súng. Về hậu cần, kho mường trương vẫn bị địch bắn phá, việc vận chuyển vẫn gặp nhiều khó khăn. Đêm qua một số xe vận tải đã vượt qua được đường 16A. Bọn địch ở 500 mắc đối phó tại chỗ không có hành động ngăn chặn. Máy bay C-130 bắn cháy một xe chở gạo, xe bị đổ bên lề đường, lái xe thoát chết Hậu cần của ta ra vét gạo ở xe đổ được khoảng gần 4 tấn. Chiến sĩ thông tin ngó đầu qua cửa hầm báo cáo cắt ngang câu chuyện của giai đàn nói. Báo cáo thủ trưởng, trên đài quan sát muốn gặp thủ trưởng. Nói xong, chiến sĩ thông tin đưa ống nghe cho dài. Trao đổi với người đang nói chuyện trong máy, một lát dài nói lại điều mình vừa nghe với tôi. Anh em trên đài quan sát 784 báo cáo, đạn pháo của ta bắn rất chính xác vào mỏm 3 và 4 của 500. Tới lúc này toàn bộ trận địa của địch bị bao phủ bởi khói bụi, không nhìn thấy gì khác. Tôi trở về vị trí của mình, biết chắc phải một đêm thức trắng nữa, tôi tự pha cho mình một ly chè thật đậm để buộc thần kinh không được nghỉ ngơi. 19 giờ 30 phút, Trung đoàn trưởng 102 hạ lệnh nổ súng, đúng như kế hoạch đã vạch ra từ trước. Tôi lắng nhìn về phía 500, tiếng đạn pháo, cối các cỡ nổ chen nhau và vùng trời phía đó dường như sáng hơn khoảng 19 giờ 30 phút trên đài quan sát báo cáo, ở hướng Bắc 500 có hai phát tín hiệu xanh bắn lên. Ngay sau đó có nhiều tiếng lựu đạn, thủ pháo và ánh lửa của đạn B-40, đạn DKR từ mỏm 2 bắn về phía Bắc. Một lát sau chính ủy trung đoàn 102 Nguyễn Hữu Ích báo cáo, hướng của tiểu đoàn tàu phát triển tốt đang, đánh chiếm mỏm 3. Khu vực yên ngựa và mỏm 4 địch chống cự mạnh, ta gặp khó khăn. Địch vẫn giữ được lợi thế trên cao bắn xuống pháo địch ở Tà Phúc và A Rinh bắn rất mạnh vào sát đội hình ta. Chúng tôi đã lệnh cho toàn bộ tiểu đoàn 3 do Tàu chỉ huy và chiến đấu, đồng thời cho đại đội đặc công của trung đoàn vào vị trí dự bị. Khoảng 5 giờ sáng trung đoàn 102 đã làm chủ các mỏm 2, 3, 5 và Yên Ngựa, đang tổ chức công kích mỏm 4. Trung đoàn trưởng Tý nói qua điện thoại với tôi. Tôi đề nghị cho đội hình ta tạm dừng, tổ chức lại lực lượng nhằm bao vây chặt bộ phận địch còn lại giữ chắc các điểm đã chiếm để dứt điểm. Tôi đồng ý với tí và căn dặn phải thật khẩn trương tiếp nhiều đạn, lựu đạn cho đơn vị và tổ chức hỏa lực ở phía sau để đánh địch. Suốt 20 ngày ta và địch rằng co trên mỏm bốn, tới khoảng 16 giờ 45 phút địch bỏ chạy tán loạn về phía tây. Ta dùng hỏa lực súng cối bắn chặn và tiếp đó dùng đại đội 10 của tiểu đoàn 6 và đại đội 10 tiểu đoàn 9 truy kích bọn tàn quân. Địch bị mất 500, cả cánh bắc của chúng rung động tuyến phòng thủ cánh bắc của chúng đã vỡ một mảng quan trọng ở ngay vị trí được bố phòng cứng nhất, được tiểu đoàn biệt động quân 39 là lực lượng sừng sỏ nhất đóng giữ mà không giữ nổi, làm cho bọn địch đóng ở 316, làng Sen và A Dinh bị hở sườn chống chính. Chúng tự nhận ra, nếu không rút lui nhanh, khó tránh việc lặp lại số phận của tiểu đoàn biệt động 39. Sau hai ngày thất thủ ở 500, địch cho hơn 20 lần chiếc trực thăng bốc quân ở 316 về A Dinh rồi lại khoảng chừng ấy trực thăng bay về động tà phúc. Cả bộ tư lệnh chiến dịch và chúng tôi đều có phán đoán giống nhau, địch sẽ rút khỏi A Dinh. Và chúng tôi hạ quyết tâm tổ chức đánh nhanh, nếu chậm địch sẽ chạy mất. Sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn chỉ cách một thung lũng là tới A Dinh, do sư đoàn phó Nguyễn Bá Lục phụ trách. Tôi giao cho anh Lục trực tiếp chỉ huy trung đoàn 88 tấn công A Dinh. Việc chuẩn bị gấp, nhiều thiếu sót nên trận đánh diễn ra nhùng nhàng không dứt điểm. Đến ngày 27 tháng 2, địch bí mật chạy bộ rời khỏi A Dinh, trung đoàn 88 để bị mất hút địch. Đội hình của quân ta ở thế bao vây căn cứ A Dinh, đài quan sát nhìn rõ hành động của địch trong căn cứ, thế mà để cho địch chạy thoát một cách yên ổn, mãi hai ngày sau mới biết. Tôi nghiêm khắc phê bình trung đoàn trưởng và ra lệnh cho trung đoàn 88 bằng mọi giá phải bám được tiểu đoàn ba lữ dù hai vừa rút khỏi A Dinh. Một mặt tôi lệnh cho trung đoàn 24 đưa hai tiểu đoàn về phía làng con để đón lóng. Cuộc săn lùng địch của anh em trung đoàn 88 khá gian chân, mãi tới ngày 19 tháng 3 mới gặp địch ở Bản Búc. Cùng ngày đó trung đoàn 24 cũng giáp địch. Hai trung đoàn 88 và 24 phối hợp, bao vây tiêu diệt gọn tiểu đoàn 3 thuộc lữ đoàn dù 2 của địch, ta thu toàn bộ vũ khí và bắt nhiều tù binh. Hết phần 3